Bây giờ cháu hướng dẫn lại cho chú này, khi mà khởi động lên thì nó sẽ, khi chú nổ máy lên thì mất tầm 3-40 giây nó sẽ khởi động và nó sang giao diện Android như này. Đấy, thì là chú muốn thao tác trực tiếp ở trên màn cũng được. Đấy, sau khi nó đã kết nối wifi từ điện thoại chú ra nha, chú thao tác trên màn cũng được. Đấy, các thao tác thì mình như thao tác trên điện thoại thôi, thao tác trực tiếp trên màn. Thứ hai nữa là mình có thể sử dụng ở cái giọng nói Kiki, ấn đây và 3 thì mình thao tác trực tiếp ở trên cái phím giọng nói trên vô lăng này. Kiki ấn vào đây đúng không? Vâng, Kiki ấn vào đấy ạ. Chú mở video trên YouTube thì cháu cài cho chú rồi. Chú chỉ cần nói mở cái video mà nội dung chú muốn mở là xong, sẽ ra cái nội dung đấy. VT vô tuyến cũng thế, VT vô tuyến nó có VTV Go, nó có các kênh hỗ trợ cho chú xem được. Thì chú nói mở kênh VTV1, VTV2, VTV3 là có hết. Đó, bản đồ dẫn đường thì nó có bản đồ Google Maps, mặc định nó sẽ đi Google Maps, mà chú muốn cảnh báo thì chú đi bản đồ Việt Maps S2 thì chú nói thêm cái câu S2. Đấy, ở đây nó có thêm một cái bản đồ Navi theo nữa, nhưng mà chú cứ dùng cái Google S2 Maps. Này, S2 này nó có phải khi Việt Maps S2 này có phải mua bản quyền không? Việt Maps S2 này cháu cài này không phải mua bản quyền, bản này không phải bản quyền ạ. Bản quyền kia là nó mua là mất phí ạ. Bản này cháu cài cho chú là bản này nó là bản crack, nó như kiểu là bản thứ hai, phiên bản thứ hai. Đấy, thì là phiên bản này sẽ không mất tiền. Đấy. Còn nếu mà chú muốn cái phiên bản mà bản quyền kia, có kỳ bản quyền kia, thì cái kia nó sẽ rơi vào chắc phải tầm hơn 1 triệu một năm ấy, không cần đâu. Đấy, thì bởi vì là cái dữ liệu cảnh báo giao thông là nó tương đương nhau, mà nó không khác biệt nhau quá đâu. Đấy, sử dụng ở tất cả ở đây, thông tin bảo hành thì chú xem ở đây, ví dụ như là chú muốn xem thông tin bảo hành, chú ấn vào đây là có thông tin bảo hành của chú. Đấy, nó sẽ hiện đầy đủ thông tin ngày còn bảo hành bao nhiêu, kích hoạt từ ngày bên này thì còn bảo hành bao nhiêu là nó sẽ còn ở đấy. Đây, 730 ngày là 2 năm. Đấy, sử dụng rất đơn giản, ví dụ như mở video các thứ, đây là chú chỉ cần nói mở video nhạc trữ tình. Đang mở video trữ tình. Rất đơn giản, chú thao tác trên kia là tiện nhất, đỡ phải ấn. Nó hay rồi đấy.